Công ty Meta điều hành Facebook ngày 9 tháng 11 cho hay đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nusret Wok khi phát hiện cụm từ tìm kiếm liên hệ bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video cho thấy đầu bếp này đưa một miếng thịt bò giác vàng vào miệng một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại London, Anh. Một người phát ngôn của Meta nói với Reuters, chúng tôi đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm này trên Facebook và chúng tôi đang điều tra tại sao nó bị chặn. Đồng thời khẳng định rằng từ khóa đã bị chặn đối với tất cả những người dùng Facebook trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Tuần trước, một video lan truyền trên mạng cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đầu bếp này đút cho ăn một miếng thịt bò giác vàng tại một nhà hàng ở London, nơi phục vụ loại đặc sản này với giá hơn 1.000 đô la. Video ban đầu được đăng tải trên TikTok chính thức của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ, khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ về độ xa xỉ của một quan chức tại quốc gia cộng sản có mức thu nhập thấp. Video này sau đó đã được gỡ bỏ khỏi TikTok. Bộ trưởng Lâm và Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời cuộc gọi yêu cầu bình luận của VOA. Năm ngoái, Facebook cho biết bị Việt Nam gây áp lực phải tuân theo yêu cầu kiểm duyệt và chặn các nội dung mà Hà Nội cho là xấu độc nếu không muốn bị dừng dịch vụ tại đây. Facebook từ chối bình luận với Reuters về việc liệu họ có bị chính phủ Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ video Bộ trưởng Lâm ăn bò giác vàng ở Anh hay không.